Alo, Thiên Nga ơi, hình như con thân với bên ngoại hơn bên nội. Bởi vì con hát bài về mẹ hay quá trời, vỗ tay đi quý vị. Quý vị thấy hay không ạ? Cảm xúc quá luôn đúng không ạ? Tại vì thường nếu mà bài hát chúng ta nghe quen thuộc thì dễ cảm hơn là cái bài mới toanh. Và ở đây thì chú Trung đã hiểu con và để làm cho bài hát trở nên rất là khác biệt với những bài mẹ trước đây. Còn hình như là cô Thảo cũng có điều thắc mắc đó. Đúng rồi, lẽ đương nhiên là Jennifer phải thương mẹ bởi vì mẹ lúc nào cũng bên cạnh mình, rồi mẹ hướng dẫn cho mình, rồi truyền cảm hứng cho mình nữa. Nhưng mà cô Thảo nghĩ là Jennifer cũng rất là công bằng với lại bên nội, với bên ba đúng không nào? Cũng có món quà dành cho ba đúng không? Dạ. Món quà này rất là đặc biệt bởi vì đây là một giai điệu nổi tiếng trên thế giới và hình như là toàn thế giới đều biết. Và Jennifer đã quyết định viết lời Việt để tặng cho bên nội và đặc viết biệt luôn là lời tiếng ba. Anh luôn đó ạ. Rồi chưa đã, bạn bè trong lớp cần phải hiểu, thầy giáo nước ngoài cần phải biết, cho nên đặt luôn lời tiếng Anh. Mà cái điều quan trọng nhất là xin phép bản quyền, bản gốc để người ta đồng ý cho mình làm như thế. Và điều đó đã xảy ra, cho nên bài hát đó mới được hát bây giờ. Vâng ạ, thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn và đến với ca khúc dành cho bà. Dạ. Con xin giới thiệu cái bài hát đó để sau này ai mà nói cái bài hát đó thì người ta mới biết được, chứ không là nói dễ bị nhầm lẫn lắm. Và sau đây bài tiếp theo con viết lại lời để tặng cho ba con, và bài đó là bài The Dreams, ước mơ.